Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của Thế Sơn Toyota. Và hôm nay thì Sơn sẽ hướng dẫn anh chị cách kết nối điện thoại Android với cái đầu DVD của Vios 2020 mới được Toyota trang bị. Và Sơn cũng xin giới thiệu thêm là hiện tại tất cả những phiên bản của Toyota Vios đều đã được trang bị đầu DVD có hệ điều hành Android hoặc Apple CarPlay. Và cái thương hiệu của cái đầu này đó là thương hiệu Pioneer. Đây là một cái thương hiệu khá nổi tiếng và thường được trang bị trên các cái dòng xe của Toyota. Thì cái đầu DVD này thì nó có cái ưu điểm hơn so với những cái đầu DVD thường. Đó là âm thanh nghe nó sẽ sống động hơn, hình ảnh nó sẽ rõ nét hơn và cái độ cảm ứng của nó thì nó sẽ nhạy hơn rất là nhiều so với những cái đầu thông thường. Thì qua đây Sơn cũng giới thiệu thêm là những cái đầu DVD mà có hệ điều hành Android hoặc là Apple CarPlay thì nó có ưu điểm gì so với những cái đầu thông thường. Thì cái ưu điểm đầu tiên đó là chúng ta có thể sử dụng được tất cả những cái tính năng của điện thoại trên cái màn hình Android này. Và cái ưu điểm thứ hai đó là anh chị có thể sử dụng Internet trực tiếp trên cái đầu DVD này, bao gồm có thể là xem phim, nghe xem đá banh hoặc là lướt web. Và một cái ưu điểm nữa mà nó khá là cần thiết cho tài xế đó là Google chỉ đường. Và anh chị có thể là giải trí nghe nhạc trực tiếp trên cái đầu DVD này. Thực ra cái đầu DVD này thì nó còn khá là nhiều những cái ưu điểm thì anh chị có thể là tìm hiểu và khai thác thêm. Và bây giờ thì Sơn sẽ hướng dẫn anh chị cách kết nối điện thoại với chiếc đầu DVD này. Để chúng ta có thể kết nối điện thoại tới chiếc đầu DVD này, đầu tiên thì chúng ta phải tải cái phần mềm Android Auto. Đây là cái một phần mềm ứng dụng của Google dành riêng cho hệ điều hành Android. Và thường thường mà chúng ta thường tải những cái ứng dụng về thì chúng ta thường vào CH Play. Đây là cái giao diện mà chúng ta có thể tải những ứng dụng. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là cái ứng dụng Android Auto này nó chưa được phát hành ở Việt Nam, cho nên chúng ta bắt buộc phải download trực tiếp từ trên Internet về. Và cái download nó như thế nào thì Sơn sẽ hướng dẫn quý vị như sau. Chúng ta vào Google. Rồi, chúng ta bấm từ khóa Android Auto APK. Các bạn nhớ cái từ khóa này nhé, Android Auto APK. Đây là cái phần mềm ứng dụng, thì trên này nó có cái những đường link để chúng ta sẽ download về. Và sau khi mà download về điện thoại thì nó sẽ có cái tên của cái ứng dụng, đó là cái tên và cái biểu tượng đó là Android Auto. Sau khi mà chúng ta đã download về rồi thì cái việc kết nối nó khá là đơn giản. Thì kết nối thì chúng ta chỉ cần cắm jack, cắm một đầu vô điện thoại và một đầu vào cổng vào của đầu DVD. Quý vị lưu ý là chúng ta phải kết nối bật 3G hoặc là Wi-Fi để cho nó dễ dàng. Rồi, đó, sau khi mà kết nối xong thì màn hình Android nó đã hiển thị trên cái đầu DVD này và chúng ta có thể sử dụng những tính năng của điện thoại. Chúng ta có thể gọi trực tiếp trên điện thoại, danh bạ. Chúng ta có thể nghe nhạc. Nãy giờ thì Thế Sơn đã hướng dẫn anh chị cách kết nối điện thoại với chiếc đầu DVD Android của Vios 2020. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm,
tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.